đến nay sản xuất nông nghiệp của huyện Đà Tẻ đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 24.000 ha, tăng 10% so với năm 2015. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch nhanh, trên địa bàn hình thành các vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn, gồm 1.600 ha lúa chất lượng cao, 1.200 ha bắp chuyển đổi mùa vụ, 1.527 ha giao tầm, 3.775 ha cao su, hơn 1.600 ha cây ăn trái, 150 ha tre tầm vong. Năng suất cây trồng tăng bình quân từ 7 đến 10%. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích đạt trên 85 triệu đồng. Huyện Đà Tẻ đã chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ 3 vụ lúa một năm sang 1-2 vụ lúa cộng 1 vụ bắp hoặc 1 vụ lúa cộng 2 vụ bắp. Diện tích chuyển đổi hàng năm đạt từ 1.200 ha đến 1.500 ha. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt hơn 120 triệu đồng trên 1 hectare huyện đa tẻ đang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tổ chức liên kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm giảm khâu trung gian để gia tăng chuỗi giá trị